Cuộc thi sáng tạo tế bào gốc lần thứ 8 do Viện Tế bào gốc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã chính thức khép lại với sự tham gia tranh tài của 10 đội thi xuất sắc nhất. Cuộc thi đã tìm kiếm được nhiều ý tưởng sáng tạo có cơ sở khoa học để thực hiện và tính khả thi cao về lĩnh vực tế bào gốc. Trước thực trạng hàng năm trên thế giới có 15 triệu người bị đột quỵ, tạo gánh nặng và nỗi âu lo trong cộng đồng, nhóm sinh viên đến từ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra ý tưởng phát triển thực phẩm chức năng chứa exosom hỗ trợ phục hồi tình trạng của bệnh nhân sau đột quỵ. Ý tưởng này đã giành giải nhất cuộc thi sáng tạo tế bào gốc năm nay. Dự án ý tưởng nghiên cứu của em mong muốn có thể được phát triển thành thuốc để có thể mọi người dễ dàng uống. Và đường uống thì có thể rộng rãi được áp dụng, ví dụ như bọn em nghĩ tới cái việc hòa tan exosom vô sữa thì những người bị bệnh có thể mỗi buổi sáng làm một cốc sữa có thể giúp người ta cải thiện hơn về vấn đề sức khỏe của người ta. Thì với chủ đề đến vô cùng và xa hơn nữa, cuộc thi năm nay thu hút 265 đội thi đến từ 50 trường trung học phổ thông và trường đại học trên cả nước tham gia. Tại cuộc thi, nhiều ý tưởng như kính áp tròng chứa exosom giúp phòng chống biến chứng mù ở bệnh nhân quáng gà, ứng dụng tế bào gốc trong sản xuất mật gấu, nguồn máu nhân tạo từ tế bào gốc được đánh giá cao. Sau khi mà em đọc các thông tin trên các phương tiện báo đài thì về các cuộc chiến tranh đang diễn ra hiện tại thì em cảm thấy là những cái nạn nhân đó có những cái nhu cầu cấp cứu rất là cao, rất là nhiều, nhưng mà cái sự truy cập vào cái nguồn máu để truyền cho họ lại rất là bị hạn chế về tình hình ở đó. Nên là em muốn tải được nguồn máu lên như vậy để cứu sống được nhiều mạng người. Thì bác giám khảo có cho em cơ hội là được sang Singapore là để tiếp tục cái chương trình này. Không chỉ tạo sân chơi cho các thí sinh yêu thích lĩnh vực tế bào gốc, cuộc thi còn khơi gợi nhiều ý tưởng sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề về sinh học ứng dụng, y dược, đáp ứng yêu cầu của xã hội. Đối với thí sinh cuộc thi tới lần thứ 8 năm này á, thì rất nhiều bạn đã hình thành trong cái đầu là khi mà thấy vấn đề xảy ra xung quanh xã hội của bạn, các bạn áp dụng những cái phương pháp khoa học để các bạn giải quyết. Cái tính khả thi của những ý tưởng các bạn mang đến cái cuộc thi này thì nó lại thể sát với thực tế hơn, nó dễ thực hiện hơn. Tế bào gốc là một cái lĩnh vực đầy hứa hẹn của công nghệ sinh học hiện đại và chúng ta rất tự hào là Việt Nam mình không quá chậm so với thế giới. Chúng tôi hết sức là tin tưởng rằng là những cái hoạt động như là cuộc thi sáng tạo tế bào gốc này sẽ cùng với cái hệ sinh thái chung thì sẽ đóng góp rất là lớn vào trong cái ứng dụng của cái tế bào gốc trong tương lai tại Việt Nam. Các nhóm dự thi đạt giải cao sẽ được tài trợ các khóa ươm tạo, đào tạo, thực tập để nuôi dưỡng đam mê, biến ý tưởng thành sản phẩm tại Viện Tế bào gốc.